Đó, con thứ 17 ra nhau ra con thứ 17 trong bọc luôn các bạn ơi. Trong bọc đều luôn. Con thứ 17 trong bọc đều luôn nè. Heo mình đẻ nữa các bạn ơi. Nãy giờ mình cho heo ăn, mình chưa kịp làm vệ sinh nữa. Heo mình đẻ rồi, bây giờ là 3 giờ chiều nè. Mình chưa kịp làm vệ sinh, mình dọn chuồng nữa. Rồi mình đi cho ăn vòng vòng, mình lại mình thấy heo này nó đẻ ra rồi nè. Nãy giờ mình không thấy con heo mẹ nó cắn ổ gì hết á. Heo mẹ mình cho ăn rồi kìa. Nó còn thức ăn trong máng nữa đó. Mà bây giờ nó đẻ ra một con rồi. Rồi bây giờ để mình xử lý con này trước, mình dọn vệ sinh chỗ này sạch đi. Rồi một tí nữa nó đẻ những con khác thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Tiếp tục mới vừa ra con thứ hai luôn nè các bạn. Mình chưa kịp kéo dây gúng con kia nữa, mới vừa chuẩn bị kéo ra nó đẻ ra con thứ hai luôn rồi nè. Rồi bây giờ để mình chùi mấy con này mình đưa vô nha. Heo của mình nãy giờ được hai con nè các bạn. Con này mình đoán là nó đẻ rất là nhanh luôn nha. Nó bụng rất là to luôn. Bây giờ các bạn cùng đoán với mình là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Cái này mình đoán là dao động từ 15 đến 17 á. Thì theo các bạn thì các bạn đoán con heo này được bao nhiêu con nha. Đó, đây là cái đàn heo của mình nè. Con gà mình chưa cắt đuôi nó nữa nè. Bấm răng rồi mà chưa cắt đuôi. Heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ ba nè các bạn. Đó, nó ra gần tới rồi đó. Đó, con thứ ba ra đầu trước nha. Đó, con rất là to luôn các bạn ơi. Đó, để mình chùi con này nha. Đó, bụng cũng còn rất là to luôn. Thì các bạn đón xem với mình là con heo này đẻ được bao nhiêu con nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Đây con thứ ba nè các bạn, mình cho vô sọt chung với hai con trước nha. Đó, heo mình được ba con rồi. Heo mình chuẩn bị ra con thứ tư nè các bạn. Đầu nó gặn này nha. Đó, heo mình ra con thứ tư nha. Con thứ tư bị khô rồi các bạn ơi. Rồi tiếp tục ra con thứ năm luôn các bạn ơi. Con thứ tư nó rớt ở dưới kia kìa. Đó, con thứ tư nó khô rồi. Đây là con thứ năm nè. Đây là con thứ năm nha. Đây nè các bạn, ở đây là 4 con nha. Cái con hồi nãy mình quay cho các bạn xem đó là 5 con rồi nha. Bây giờ nó đang gặn nữa nè các bạn. Đó, bầy heo của mình đợt trước bú nè các bạn. Bầy heo này là chắc 4-5 ngày rồi nè. Bên đây đẻ một con nữa là hiện tại là 6 con nha các bạn. Đó, heo mình được 6 con nha. Để mình buộc cúng con này rồi mình đưa vô sọt. Rồi một tí nữa mình quay quá trình nó đẻ cho các bạn xem nha. Các bạn cứ bình luận xuống là đón con heo mình đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh mình nha. Đây con thứ bảy chuẩn bị ra nè các bạn. Đó, ra xong rồi nha. Con thứ bảy nha. Heo này rất là to, rất là đều luôn các bạn. Rồi bây giờ mình để con thứ bảy vô nha. Đó, mình để chung với bầy nó đi. Rồi khoảng 9-10 con gì đó mình hãy cho nó bú. Đây con heo mẹ nó. Mình bật mí cho các bạn biết là con heo này hồi đợt Tết đó các bạn, là một trong hai con mà đẻ 18 đến 20 đó. Là hai con nó nằm ở dưới gốc phía kia đó. Nó đẻ 18 đến 20 con đó. Một con nái này là một trong hai con đó nha. Nhưng mà mình không biết chính xác là con nào. Rồi sẵn ở đây á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa cộng amox và cộng cám tập ăn. Để tập ăn cho bầy này nha các bạn. Hổm gài bầy này được khoảng 4 ngày rồi. Nhưng mà một ngày đã nó uống được 2 bịch sữa với 2 nắm cám tập ăn rồi. Sẵn đây thì mình quay hướng dẫn cho các bạn xem. Ở đây sữa các bạn là mình dùng sữa tươi có đường nha các bạn. Bây giờ mình khui bịch sữa này mình đổ vô nha. Amox thì mình để sẵn rồi nè. Mình lưu ý với các bạn nha, các bạn tập cho heo con uống sữa thì các bạn phải cho nó có amox mới được nha các bạn. Chứ không các bạn mà cho uống sữa với cám tập ăn không á, là heo của các bạn dễ tiêu chảy nha. Có amox vô nó sẽ dần tiêu chảy lại, heo của các bạn được khỏe mạnh và nó không bị tiêu chảy. Mình thường dùng là amox của A3 và hãng Anova nha.
Các bạn có cần xài amox á thì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn để các bạn sử dụng được thành công nha. Rồi một tí nữa con heo này nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem thêm nha các bạn. Heo mình đang chuẩn bị gặn ra con thứ 9 nè các bạn. Ủa, heo mình chuẩn bị con này là con thứ 8 nha. Mình nói nhầm, coi con thứ 8. Đó, heo mình hiện tại là được 8 con rồi. Để mình cho con này vô trong sọt chung với chị anh chị em của nó đi. Đó, vô đây sưởi ấm, đèn ấm. Rồi con thứ 9 ra nè các bạn. Đó, gặn ra con thứ 9 chút xíu nó dằn xuống sàn luôn các bạn ơi. Con thứ 9 này to dài đòn các bạn. Rồi bây giờ để mình chùi cho nó rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Chút xíu nó lọt xuống sàn luôn rồi. Đây nè các bạn, dây gúng nó vẫn còn luôn nè. Dây gúng còn thì các bạn cứ bứt ra bình thường thôi các bạn cứ cầm đi, các bạn cứ kéo cái bình thường thôi. Nè các bạn cầm vô đây nè, rồi các bạn cứ gị nhẹ ra là nó ra. Nếu như mình nè. Đó, các bạn cứ gị từ từ thôi. Đó, lạnh đứt nó ra không sao hết trơn á. Rồi, đây là con thứ 9 nè các bạn, mình cho vô sọt chung với nó luôn nha. Được 9 con. Rồi, tiếp tục thì mình quay qua đây cho cái bầy này uống sữa luôn các bạn. Nãy mình pha cái máng sữa xong, ba con nó chạy qua dẫn gầm. Đó, đổ sữa đổ cám trơn luôn. Rồi bắt đầu là mình pha cái bịch mới cho nó nè. Đó. Bây giờ để mình để xuống cho nó uống nha. Để xuống đi rồi mình kêu nó qua. Đó, cái con đầu tiên ở đây luôn là nó uống nè các bạn. Để mình đi rửa tay đi rồi mình quay lại, mình quay thêm cho các bạn xem nha. Rồi nó bu lại nè các bạn, mình lắc máng rồi nó chạy qua nè các bạn. Nó nghe cái máng gầm, bắt đầu nó chạy qua nó uống nè. Đó, nó bu lại nó uống nha. Cái bầy này á, là nó đẻ 12 con nha các bạn, 13 con mà nó bị khô thai một con. Đó, cái bầy này là đẻ 13 con mà nó ngọt một con, là hiện tại là còn 12 con. Thì mình tập cho nó uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn. Thì mình để xuống là nó uống sữa, nó uống nước cám gành nha. Cái con heo mẹ này nó ít sữa. Tùy theo cái đàn mà nhiều sữa hay ít sữa mà heo con nó uống sữa sớm hay trễ. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Với đối con nái bên đây á, với cái bầy bên đây, thì mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn lại là các bạn tập uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn, để cho heo con của các bạn nó khỏe mạnh và nó biết ăn sớm nha. Đó, quay cho các bạn xem tổng thể mấy con heo con của mình nè. Đó, nãy giờ nó uống là cũng giật rồi đó. Đó, mấy con này còn bú nè, mấy con này ăn no ngủ hết rồi. Mấy con này tới bữa 17 âm lịch là khách bắt rồi. Đó, còn mấy bầy bên đây đòi ăn nè, nó mình lại là đứng lên vậy đó. Háo ăn lắm, mấy con này háo ăn lắm. Rồi con thứ 11 chuẩn bị ra nè các bạn. Các bạn nhìn xem con 11 ra này nha. Đó, nó gặn đó, dãy đuôi cái nữa là ra con 11 nè. Đó, con 11 ra đuôi trước nha các bạn, ra giò trước nha. Đó, quá trình con heo ra nè. Đây là con thứ 11 nè các bạn. Để bây giờ mình bỏ vô chung với bầy của nó đi nha. Rồi mình đợi khoảng một con nữa đi rồi mình cho nó bú chung luôn. Đó, heo mình hiện tại là được 11 con rồi đó. Bỏ vô đây giò sọt sữa ấm nè. Rồi quay trở lại với cái bầy nó uống sữa nè các bạn. Đó, nó uống sữa khô luôn rồi nè. Nó còn chán đít thôi. Cái này nó còn chỉ chán đít thôi nè. Đó, no rồi nằm ngủ hết rồi nè. Bầy này một tí mình rảnh nữa mình cắt đuôi, tranh thủ mình cắt đuôi cái bầy này luôn đi. Đó, mấy bầy bên đây mới ăn xong ngủ nữa. Đó, cái máng này hồi nãy còn giờ nó vét sạch luôn rồi. Giờ nó chưa ngủ rồi đó. Đó, cái bầy bên đây nữa. Có mấy con nè, nó gặp mình là nó đòi ăn rồi các bạn. Đó, có hai con này nè. Mấy con kia nó không có chồm lên, chỉ có hai con nó chồm lên thôi. Rồi con thứ 12 ra luôn rồi các bạn ơi. Mình đi vô nhà mình lấy cây đèn.
để cho nó sáng hơn. Rồi con thứ 12 nha. Bây giờ mình lau chùi con thứ 12 này đi. Đó, dây gúng nó còn luôn các bạn. Phải dây gúng không còn là nó lọt xuống đất luôn rồi đó. Đây là con thứ 12 nè các bạn. Rồi bây giờ mình cho con này vô khoảng chừng 5 phút đi, cho nó ấm lại cái đi. Rồi mình sẽ thả chung cái bầy này ra cho nó bú trước đi. Rồi những con mà đẻ sau á thì mình cho nó bú sau nha các bạn. Cho những cái bầy này đi, nó bú no đi. Cái bắt đầu mình đem vô sọt, mình giữ ấm lại cho nó. Rồi bắt đầu những con mà đẻ sau á là mình sẽ đem ra cho nó bú sau. Khi nào mà những con đẻ sau á nó bú no xong, mình mới thả cái tớp đầu ra chung luôn nha các bạn. Rồi bắt đầu qua ngày sau là mình tập cho nó uống sữa với móc với cám tập ăn, cũng giống như cái bầy này nè các bạn. Đó. Bây giờ nó no nó ngủ rồi đó. Rồi con thứ 13 chuẩn bị ra nè các bạn. Đó, nó ra đầu trước nè. Đây đây con thứ 13 nha. Quá trời chớp mắt rồi, chớp mắt quá trời rồi. Rồi để mình lau chùi cho nó nha. Rồi con thứ 13 mình để riêng nè bạn. Các bạn bây giờ mình sẽ bắt những con này ra cho nó bú trước nha. Giờ mình cho heo ra bú nha các bạn. Con ra cho bú trước nha các bạn. Bên đây còn một con nữa với một con khô thai. Rồi ở đây heo mình hiện tại là mình thả ra 11 con cho nó bú trước nè các bạn. Chỉ ở bên đây nè. Bên đây là còn một con nữa là con thứ 12 với một con khô thai ngay từ đầu là 13 con nha các bạn. Heo mình đẻ được 13 con nhưng mà bụng vẫn còn nha. Các bạn đón xem hết clip xem là con heo của mình đẻ được bao nhiêu con, và các bạn bình luận xuống là đón nó được bao nhiêu con nha các bạn. Mình đón là dao động là từ 15 đến 17 con nha. Thì các bạn đón bao nhiêu thì các bạn cứ bình luận xuống. Đây có một con nó đội nè các bạn. Con này nó đội quá trời luôn nè, chỗ này nè, cục này là nó đội nè. Đó, bụng nó còn to lắm. Con này ít nhất còn 4-5 con nữa. Heo mình chuẩn bị ra con 14 nè các bạn. Đó là gai nhau nha, miếng nhau. Đây rồi cây con thứ 14 nè. Để mình xử lý con này coi. Con này nãy giờ cũng lâu rồi đó. Đây là con thứ 14 nè các bạn. Đó, những con này là bây giờ là nó vô nó bú gành hết rồi nè. Rồi bắt đầu con 14 mới đi ra nha. Còn sữa bên đây nè các bạn nhìn thấy nè, nó bú sạch bon luôn rồi nè, chán đít luôn nè, chỉ còn một lớp nhẹ chán đít thôi. Đó, mấy con này bú rành hết rồi. Thì con 14 này mình bỏ chung với cái con thứ 13 bên đây đi nha. Cái cục nhau hồi nãy các bạn là mình bóp là nó có một cái con khô thai mà nó nhỏ các bạn, nó chỉ bằng đầu ngón tay út thôi. Nên con đó mình không tính luôn nha. Mình chỉ tính là con này con thứ 14 thôi. Rồi các bạn chờ thêm coi là nó còn bao nhiêu con nha. Nó còn đó các bạn, nó còn nhiều lắm. Nó mới có 14 con, nó còn mình đoán là phải 3-4 con nữa. Cái bụng nó còn đội lắm. Rồi các bạn cứ bình luận xuống các bạn đoán thử nha. Hiện tại là được 14 con nha các bạn. Heo mình mới đẻ ra con thứ 15 mà nó ngọt rồi các bạn ơi. Con thứ 15 này là nó nhỏ nhất trong bầy luôn đó. Nhưng mà đẻ ra thì nó ngọt nãy giờ rồi. Thì mình nghĩ là nó còn ở trong đó gần ra tới nữa rồi đó. Con thứ 16 chuẩn bị ra nè các bạn. Nó bắt đầu nó chảy nước ối rồi đó. Rồi con 16 ra luôn nha. Nó ra đầu trước luôn. Đây mình chùi con thứ 16 đi. Cái con thứ 15 ngọt ổn quá các bạn. Cái con thứ 15 nó đẻ ra là nó đã ngọt từ trong luôn rồi. Đó, bây giờ là con này là con thứ 16 nè. Xong rồi nè các bạn. Đó, con thứ 16 nha. Khỏe mạnh bình thường. Rồi bây giờ mình để vô sọt với hai con khác đi. Rồi để một tí nữa mình cho nó bú sau. Đó, trong đây là 3 con, ở ngoài là 11 con. Là 14, 14 với một con ngọt nãy là 15 với một con khô thai là 16. Hiện tại heo của mình là được 16 con rồi nha.
Rồi mình chờ một tí nữa đi. Mình vừa chích oxytocin xong đó các bạn. Bây giờ là nó sẽ đẻ liên tục ra luôn đó. Và đẻ nhanh luôn. Con thứ 17 ra nè các bạn. Đó, con thứ 17 nha. 17 con rồi. Kéo gì cũng nè. Chùi nè. Con thứ 17 này nhỏ chứ không có to các bạn. Cũng được. Đó, đây là con thứ 17 nè. Rồi để mình chùi rồi mình đưa vô với mấy con bên đây. Đây nè các bạn, mình bỏ vô bên đây là 14 con rồi nè. 14 với bên đây đang bú là 11 nè. 11 với một con ngọt là 4 với 11 là 15, con ngọt là 16, con khô thai là 17 nha. Đó, hiện tại là heo mình được 17 con. Rồi các bạn chờ kết quả coi là còn được con nào nữa hay không nha các bạn. Hiện tại là được 17 con rồi nha. Các bạn cứ bình luận xuống đi để xem kết quả cuối cùng là bạn nào đoán chính xác nha. Heo mình đang dặn nha các bạn. Đang chuẩn bị ra con thứ 17 nha. Đó, con thứ 17 ra nhau, ra con thứ 17 trong bọc luôn các bạn ơi. Trong bọc đều luôn. Con thứ 17 trong bọc đều luôn nè. Đó, nó ra nguyên cái nhau bọc đều đó luôn nè. Rồi bây giờ các bạn cùng kiểm heo với mình xem nãy giờ mình nói có đúng hay không nha. Ở trong đây là 1, 2, 3, 4, 5. Trong đây 5 con nha. Đây là con thứ 6 nè. Đây là con thứ 7 nè, thứ 8 nè, thứ 9 nè, thứ 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 con nha. 16 con với ngọt một con là 17, với khô một con là 18 nha. Heo mình nãy giờ được 18 con các bạn, nhưng mà mình thấy nó gặn 4 5 cái nãy giờ nó gặn không ra rồi, có thể là mình can thiệp tiếp nó để cho nó khỏe hơn nha. Để bây giờ mình kiểm tra xem sao nha các bạn. Rồi con thứ 19 ra luôn các bạn ơi. Mình định kiểm tra rồi mà nó ra rồi. Đây mình tha, mình chuẩn bị nè, mình tha keo bôi trơn trên tay mình rồi nè. Mà nó ra rồi nha. Đó, hiện tại là con này là con 19 nha. Con nữa kìa các bạn ơi. Heo của mình nè các bạn, mình mới vừa can thiệp mình móc ra con này là con thứ 21 nha các bạn. Đó, mình móc ra xong mình chưa chùi gì hết, mình kiểm tra là không còn luôn nha. Đó, mình đếm cho các bạn xem luôn nè, để cho các bạn tin tưởng mình nha. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 con là nãy giờ nó bú ngoài nha. Con mới móc là 12. 12 với trong đây 6 nữa các bạn, là 18 nha. 18 với một con thứ 20 nãy nè, là 19 nha. 19 với một con ngọt là 20, với một con khô thai là 21 con nha các bạn. Đó, tổng là đàn heo của mình là được 21 con đến thời điểm hiện tại bây giờ nha. Có cái gì mình quay cái đó chứ không phải là mình bắt con những con heo hồi nãy mình trở lại mình quay nha. Cái này là quay thực tế cho các bạn nha. Tại vì con heo ngọt hồi nãy thì nó không có thể nào mà nó hước hước gì được các bạn. Đây là con thứ 20 nè. Con thứ 21 là mình móc. Ở đây mình mới vừa bắt cái 11 con nãy vô đây nè các bạn. 11 con vô sọt nè. Con này còn yếu thì mình còn để ngoài nha. Ở đây 7 con sau mình cho nó bú nè. Khi nào mà 7 con này nó bú no thì mình thả 11 con nó chung luôn. Là 18 con với con trong thao nó là 19 con nha. Con ngọt với con khô thai là 21 con. Đó. Nãy mình sinh được 21 con. Nãy mình hồi lần trước có khả năng sinh được 23 con nha các bạn. Chứ không phải là 21 con nha. 21 con là nãy của mình sinh được 2 lần. Và 20 con cũng sinh được 2 lần. Và một lần 23 con nha. Cho các bạn xem con thứ 20 có hồi chuyển tích cực nha các bạn. Nó ngồi dậy được là khả năng là sống là rất là cao nha các bạn. Đó, nó đã ngồi dậy được nha. Cái con thứ 20 này là khả năng là sống nha. Hồi chuyển tích cực mình quay cho các bạn xem, mình cập nhật liên tục cho các bạn xem về cái tình hình con thứ 20 này nha. Cái con thứ 20 lúc nãy các bạn là mình thả nó ra cho nó bú luôn nè.
cái con thứ 20 là cái con nhỏ này nè. Đó, đây là cái con thứ 20 này nha, con còn dây gúng nè. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 con, dưới đây 11 nữa là 19 con đó các bạn. Đó, hiện tại heo sống là 19 con nha, heo ngọt 2 con là 21 con. Hiện tại là heo mình đẻ xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thả chung hai bầy cho nó bú chung nha. Bầy này là đẻ sau nè, bây giờ nó bú no rồi. Bây giờ mình thả bầy trước vô chung với nó luôn nha. Đây, heo mình đã thả rồi xong rồi nè các bạn. Heo mình đẻ hồi lúc 3 giờ tới bây giờ. Bây giờ là 10 giờ nha. Rồi, cái bầy bên đây bú sạch trơn luôn. Bây giờ mình thay cái này cho nó nha. Đó, con heo này đẻ xong là nó cũng ăn một bịch sữa và một nắm cá, một muỗng ốc xong nha. Các bạn đón xem cái clip sau á, là mình tập cho cái bầy này nè các bạn, là uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn. Bởi vì cái bầy này nó có 16 vú thôi, nó không thể nào mà nuôi được 19 con được các bạn. Bắt buộc các bạn là phải tập cho nó uống sữa ngoài và bổ sung thêm cám tập ăn cho nó để nó đủ dinh dưỡng, để nó lớn đều nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem cái clip sau thì mình tập cho nó uống sữa da móc với cám tập ăn. Thì coi con heo nó phát triển như thế nào so với mà con heo mà không nuôi sữa ở ngoài với cám tập ăn nha các bạn. Bầy này nè các bạn, mình đảm bảo các bạn luôn, ngày thứ hai là uống một bịch sữa là bình thường nha. Bởi vì số lượng quá nhiều, sữa mẹ nó cung cấp không đủ, bắt buộc là nó phải uống sữa ngoài. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua.